finishing touch. I got egg kimchi and Japanese curry here. Japanese curries, and I have rice on the bottom. Hi. chào các bạn. Bữa nay Tâm sẽ nói tiếng Việt Nam. Chồng Tâm sẽ nói tiếng Mỹ. My husband's gonna speak English. I'm gonna speak Vietnamese because a lot of Vietnamese they ask me if I can speak Vietnamese so they can understand too. So Tâm sẽ nói tiếng Việt Nam cho mấy các bạn ở các bạn Việt Nam mình hiểu Tâm nói gì. Just eat. So I got Japanese curry with egg kimchi on here. And cái này là curry Nhật Bản. Curry Nhật Bản, Tâm làm curry Nhật Bản có hạt dệt. Rồi có kimchi. Kimchi của Hàn Quốc. Giờ Tâm ăn. Chồng của Tâm nó đói bụng dữ lắm rồi. Khỏi còn chờ ai hết. You want to put some spicy? Like? Yeah, get the egg up. Let's go. If nếu mà ai muốn biết làm cái curry này á, Tâm có làm cái video á, video một cái. Đi coi cái video đó là tập làm. I make a if anybody want to learn how to make this Japanese curry recipe with big pork thigh, go to my recipe. I use a slow cooker to make this. It's really easy. Good? Yeah. My husband don't know. Trong cái tâm hiền á. Ít nói chuyện. My husband don't talk much, so I do all the talking. I do the eating. Okay? You do the eating. Mm-hmm. I do the talking. Chồng có tâm nói nha. Nó sẽ ngồi, nó sẽ người nói, người ăn, gặp tâm thì người nói chuyện. Tại nhiều nhiều bạn đã comment nói là hỏi nếu mà Tâm có thể nói tiếng Việt Nam cho các bạn ở Việt Nam hiểu nói tiếng Anh không thì có nhầm người không có hiểu hết á. Cho nên bây giờ Tâm sẽ nói tiếng Việt Nam rồi nói tiếng Mỹ. Like I said, I'm gonna try from now on speak both language in my video. So a lot of my YouTuber friend from Vietnam can understand also. Chloe, you okay now? Yeah, like it's kind of a little bit hard, but I guess. Okay. I'll do anything for my friends. Okay, let me see. For my YouTube friend. My daughter got a her nose is bleeding. Bé nó bị chảy máu, chảy mũi. Mà nó bị chảy máu mũi. Mà con có Tâm hay bị chảy máu mũi quá à. Nhưng mà một
tuần thì nó bị 3-4 lần. My daughter and my kid, my son also, they easy to get bloody nose. I don't understand why. At least a week they get bloody nose like 3 to 4 times. I don't know how long it's been recording, but sorry guys, some parts gonna be get cut off because I guess hồi nãy tưởng nó thâu, tâm đang có theo video, bây giờ hình như nó bị cut off. Yeah, so if you buy the Japanese curry cube thing, and then put it in the thing, you don't have to put any ingredient on it because the cube all has the ingredient already. Tam nói là nếu mà các bạn mua cái curry Việt Nam mà cái cục của nó đó, mình khỏi cần nêm, khỏi cần gì hết trơn á, chỉ bỏ vô nấu thôi, nấu chung với mình muốn bỏ gì cũng được hết, bỏ cải hay cái gì của cà rốt hay là cái gì cũng được hết, bỏ vô rồi khỏi cần nêm cái gì hết, tại cái cục đó nó có cái cục đó thì nó nêm sẵn hết trơn rồi. When you clean up your phone really good. Mm-hmm. Nói ăn tới xương hết thịt hết gì luôn. Yeah, you tell. I know, because this is our first meal. Yep. It's 3 o'clock and it's our first meal. We went to the gym, came back, and then eat this. So basically, it's our first meal. It's 3 p.m. right now, and it's our first meal. That's why we cleaned the whole plate up. Tâm nói là cái này là bữa ăn đầu tiên của Tâm với chồng của Tâm, tại vì thức dậy là chồng với Tâm, Tâm với chồng với Tâm mà đi exercise rồi, đi gym exercise xong rồi về bây giờ cỡ 3 giờ mới được ăn lần đầu tiên á. Bây giờ được rồi, cảm ơn các bạn nhiều đã xem video của Tâm. Thank you so much everyone for watching, thank you for all support. Okay, bye.